bầu trời cũng chẳng nói chuyện với ai, sách vở soạn ra cũng chẳng muốn đọc, mặt lương mệt mỏi của ngày thứ hai, tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, thế giới bỗng nhỏ bọc trong lỗ tai, và đam mê vẫn là người bạn quen thuộc, tôi lại viết bài tập lại cái deadline. Tinh thần để sau này cô sẽ luôn nhớ tới lớp mình như một gia đình đẹp tinh thần.